một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôn bằng quốc là không bao giờ được. Vì tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi cũng phải phục tôi. Vì đến giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất. Thả tôi rời cuộc chơi, mà tôi đã chơi là chật là nét luôn, đúng không? Cho nên bây giờ một nửa thì ngưỡng mộ thầy Thích Minh Tuệ, một nửa thì chống đối, đang 50-50. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào. Được không ạ? Được. Nếu là sứ mệnh của tôi, đúng không, tôi sẽ làm. Vì đụng vào những cái chốn này nó nhạy cảm lắm. Và quý vị biết không, khi tôi bị đi tù á, có một số phản động á, nó cảm thấy nó binh vực tôi lắm. Chẳng qua là nó màu thôi, nhưng tôi không bao giờ ân hận. Vì tôi đi tù tôi sai thì tôi chịu. Và bây giờ á, khi tôi vào tù á, có những người ron ren tới mở nhỏ tôi, nhưng không bao giờ. Và khi tôi biết được á, thì tôi hiểu rằng sau lưng ổng là ai. Quý vị tin đi, tâm linh là có thật, là có thật, đúng không? Cho nên á, đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Mình phải thần tượng ông bà tổ tiên cha mẹ mình, quê hương đất nước của mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, không phải tu cho mình. Còn mình đi cúng dường cho họ, mình phục vụ cho họ, để họ tu chứ mình không có phước. Quý vị phải nhớ điều đó. Bây giờ tôi đi cúng dường cho một ông thầy, rõ ràng là tôi phục vụ cho ông thầy, và ông thầy đã tu, rõ tu. Nhưng mà ông tu cho ổng chứ không phải cho tôi. Ổng tu ổng phước, tôi phước. Tôi tu bằng cách là tôi giúp trẻ em nghèo bệnh tật, tôi sống lương thiện, tôi đóng góp cho xã hội, tôi không làm cái gì hệ lụy cho xã hội, đúng không? Còn mọi chị em phụ nữ á, dễ bị mù quáng. Mà đặc biệt á, tôi nói thật sự, tôi nói câu này ra nhiều người không thích tôi đâu. Các thầy tu đa số là Phật tử là phụ nữ không, mà nhất là mấy chị em sồn sồn có nhiều tiền á, thầy kính trọng lắm. Đó là sự thật. Không, cho nên những cái vấn đề nhạy cảm á, tôi sẽ nói. Vì bản thân tôi đã kinh qua, trải qua rồi. Và chính tôi cũng đã từng bị những ông thầy tu thả tim chùm. Đúng rồi con. Mới đầu thì thầy với con, một hồi thì thầy với em. Tôi quyến cũ quá. Đúng không quý vị? Đúng rồi con. Tôi sẽ nói cái câu chuyện này sau này. Bây giờ hát tặng cho quý vị tiếp nha. Tôi nhiều chuyện quá, không phải đâu, chuyện nhiều. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và ngày hôm nay mời cô chú anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, ngày hôm qua tại buổi giao lưu ngày Chủ nhật 13 tháng 10 tại khu du lịch Đại Nam, thì cô Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn về câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ. Tuy chỉ là một đoạn ngắn thôi, nhưng với sức nóng của cô Nguyễn Phương Hằng, với tên tuổi của cô Nguyễn Phương Hằng thì đã tạo nên một sự bùng nổ, một sự chú ý rất lớn ở trên mạng xã hội. Và rõ ràng là câu chuyện về thầy Thích Minh Tuệ cũng là một câu chuyện nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận trong thời gian qua. Và khi mà cô Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn về câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ thì thực sự đã tạo nên một làn sóng tranh cãi nhau dữ dội. Cũng có rất nhiều ý kiến thuận chiều, trái chiều được đưa ra. Và từ hôm qua đến nay thì dư luận cực kỳ xôn xao, cũng như là có cả những cái cuộc live stream đối đáp, đối chất, rồi là nói nhau ở trên mạng xã hội, khi mà người thì bênh cô Nguyễn Phương Hằng, người thì bênh thầy Thích Minh Tuệ. Thì thưa cô chú anh chị và các bạn, vậy thì góc nhìn của Phúc Tài Chính như thế nào? Thì mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng xem clip ngay sau đây. Và đầu tiên để rõ ràng về quan điểm thì cháu Phúc Tài Chính xin chia sẻ như thế này. Từ trước tới nay khi mà bước vào drama cho đến bây giờ thì cháu vẫn một lòng yêu quý, ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng và
chia sẻ tin tức về drama. Thì với những cô chú anh chị đã theo dõi kênh Phúc Tài Chính thì cô chú anh chị có thể thấy rằng là khi mà câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, nhưng mà cháu vẫn một lòng đưa tin về drama. Vì vậy nên là cháu là một YouTuber ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng. Còn với câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ thì cháu đứng ở cái vị trí là trung lập. Từ trước tới nay vẫn thế và cho đến bây giờ vẫn như thế. Cháu vẫn mong muốn là luôn luôn làm một công việc gì đó cần phải có sự trọn vẹn. Trọn vẹn đến khi cô Nguyễn Phương Hằng trở về và trọn vẹn đến khi thầy Đặng Anh Quân trở về. Nên là từ trước tới nay thì kênh Phúc Tài Chính vẫn một lòng đưa tin tức về drama của cô Nguyễn Phương Hằng. Còn với câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ thì với góc nhìn của Phúc Tài Chính là tôn trọng tự do tín ngưỡng của mọi người. Mỗi người là công dân của đất nước Việt Nam thì luôn luôn có quyền tự do tín ngưỡng. Và để cụ thể hơn thì cháu Phúc Tài Chính sẽ đọc cô chú anh chị những cái điều luật ở đây. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân Việt Nam. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được nhà nước quy định tại Điều 24 Hiến pháp 2013 cụ thể như sau. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Cụ thể, quyền tự do này đã được quy định chi tiết tại Điều 6 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2016 như sau. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Mọi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo, thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo, tham gia lễ hội, học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo. Mọi người có quyền vào tu tại các cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, tôn chỉ của kênh Phúc Tài Chính từ trước tới nay luôn là tôn trọng pháp luật và tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của tất cả cô chú anh chị trên kênh. Và cháu Phúc Tài Chính cũng đồng ý một điều rằng khi nhắc đến tôn giáo thì tất cả chúng ta sẽ tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của nhau. Ví dụ như trong quá trình mà cháu đi học ấy, thì cũng có gặp các bạn theo Thiên Chúa giáo thì cháu cũng luôn tôn trọng tín ngưỡng của các bạn ấy. Vì vậy nên là thưa cô chú anh chị và các bạn, với câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ thì góc nhìn của cháu Phúc Tài Chính là đứng ở cái vị trí trung lập. Và đứng ở vị trí trung lập nên là cháu sẽ chia sẻ cô chú anh chị một cái điểm chú ý ở đây. Đó chính là câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ khác với thầy Thích Minh Tuệ. Bởi vì thưa cô chú anh chị và các bạn, đầu tiên ấy, cháu có thể chia sẻ quan điểm của mình về góc nhìn của cháu với thầy Thích Minh Tuệ. Thì với cháu, thầy Thích Minh Tuệ là một bậc chân tu, là một người tu thực sự. Bởi vì khi mà cháu theo dõi hành trình của thầy và trên hành trình khất thực đó thì thầy ăn những đồ ăn chay rất là giản đơn. Và đặc biệt là bộ quần áo của thầy cũng là được may từ những cái tấm vải mà thầy là lượm được ở trên đường. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, thực sự theo dõi cái hành trình của thầy thì cháu mới thấy rằng đó mới chính là tu thực sự. Và rõ ràng trên cái hành trình đó, khi mà chúng ta nhìn vào con đường tu tập của thầy Thích Minh Tuệ thì rõ ràng là đã lột trần được tất cả những cái bộ mặt, ví dụ như là thầy Thích Chân Quang, hay là có rất nhiều những người mà họ lợi dụng vào câu chuyện tôn giáo để mà đi ma mị dân. Bọn phản động nó rất hay lợi dụng câu chuyện tôn giáo để mà xuyên tạc, châm ngòi cho những cái cuộc cách mạng màu. Vì vậy nên thưa cô chú anh chị và các bạn, chúng ta phải hết sức tỉnh táo. Và có lẽ ngày đó cũng cực kỳ bất cập, có một quãng thời gian thầy Thích Minh Tuệ đã ẩn tu, và đến bây giờ thì câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ cũng đã là câu chuyện cũng khá là xa rồi. Và cháu Phúc Tài Chính tại cái thời điểm theo dõi thì cháu cũng cảm thấy rất là mừng. Rất là mừng khi mà thầy Thích Minh Tuệ có thể là được ẩn tu, cũng như là bây giờ là không có những YouTuber hay TikToker lợi dụng vào câu chuyện này, lợi dụng để mà kiếm tiền rồi giật tít câu like nữa. Và rõ ràng đến bây giờ thì cũng có rất nhiều người đồng ý khi mà không làm ảnh hưởng đến con đường tu tập của thầy. Vậy
nên đứng ở vị trí trung lập trong câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ thì cháu Phúc Tài Chính thấy rằng thầy Thích Minh Tuệ là một bậc chân tu, tu hành chân chính. Và câu chuyện tu hành của thầy thì khi mà người dân nhìn vào cũng như là có thể chiếu ra được những cái kẻ, những cái sư thầy giả lợi dụng vào câu chuyện tôn giáo để rồi trục lợi bất chính tiền bạc từ người dân. Và rõ ràng là cũng có rất nhiều thầy tu trục lợi, ví dụ như là Thích Chân Quang mà rất nhiều cô chú anh chị đã nhìn thấy rõ ràng cái bộ mặt của Thích Chân Quang rồi. Và có lẽ cũng có rất nhiều cô chú anh chị và các bạn đồng ý với Phúc Tài Chính rằng câu chuyện tu tập của thầy Thích Minh Tuệ khi mà được đưa lên trên mạng xã hội thì ban đầu rất đẹp nhưng mà dần dần đã bị biến tướng. Cái biến tướng thứ nhất là từ các YouTuber, TikToker quay bất chấp, thậm chí có cả những lúc mà thầy Thích Minh Tuệ đi vào nhà vệ sinh ấy mà họ cũng đứng ở ngoài để mà có thể quay và bắt được những khoảnh khắc. Và rõ ràng hành trình đó thì thậm chí là quấy rối cả những giấc ngủ của thầy. Sau cả một ngày đi khất thực như vậy thì thậm chí là thầy còn không có cả thời gian nghỉ ngơi. Đó là cái bất cập đầu tiên. Và cái bất cập nữa đó chính là rất nhiều những cái thành phần phản động nó lợi dụng vào câu chuyện này để có thể xuyên tạc nhà nước Việt Nam. Và quay trở lại với câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng thì cô Nguyễn Phương Hằng hôm qua cũng đã lên chia sẻ thẳng thắn rằng có những cái kẻ ở bên Việt Tân nào là muốn tiếp cận cô Nguyễn Phương Hằng để có thể là lợi dụng câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng, hay thậm chí là họ nghĩ rằng họ có thể dẫn dắt được cả cô Nguyễn Phương Hằng để mà chống đối với pháp luật Việt Nam. Vì vậy nên có lẽ là với cô Nguyễn Phương Hằng thì có những cái câu chuyện mà chúng ta chưa biết. Và chính vì nghe cô Nguyễn Phương Hằng chia sẻ như vậy nên là cháu Phúc Tài Chính rất là mừng khi mà cô tỏ rõ quan điểm là không chung thuyền chung cánh gì với cái bọn phản động này, mà cô vẫn luôn một lòng yêu nước thương dân và thượng tôn pháp luật. Và với cháu Phúc Tài Chính ấy, thì mà khi nhắc tới tên thầy Thích Minh Tuệ thì cháu Phúc Tài Chính tách bạch ra luôn hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất chính là câu chuyện về con đường chân tu của riêng cá nhân thầy Thích Minh Tuệ. Và câu chuyện thứ hai chính là câu chuyện là tu tập của thầy Thích Minh Tuệ nhưng mà là được các YouTuber, TikToker đưa lên trên mạng xã hội. Đó là hai câu chuyện khác nhau. Vì vậy nên hiện tại cho đến bây giờ thì rõ ràng những phát ngôn của cô Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa nói rõ là nói về cá nhân tu tập của thầy Thích Minh Tuệ hay là những cái kẻ mà lợi dụng vào câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ tạo nên những cái làn sóng xấu ở trên mạng xã hội. Và chính vì lẽ đó nên là cháu Phúc Tài Chính vẫn đang chờ đợi những phát ngôn rõ hơn của cô Nguyễn Phương Hằng về câu chuyện. Chứ còn hiện tại thì có những trang họ đã đưa những cái thông tin khá là một chiều. Họ giật tít luôn là cô Nguyễn Phương Hằng nói xấu thầy Thích Minh Tuệ. Theo ngôn ngữ của cô Nguyễn Phương Hằng là quất không trượt phát nào về thầy Thích Minh Tuệ. Thì với cháu là nó vẫn chưa có sự rõ ràng, bởi vì câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Đây là cũng là một hiện tượng rất là mới từ trước tới nay. Vì vậy nên cháu Phúc Tài Chính vẫn đang chờ đợi. Chứ nếu như mà giật tít luôn, là thậm chí là có những trang họ giật tít rất bất chấp cô chú anh chị ạ, khiến cho rất nhiều người hiểu lầm là cô Nguyễn Phương Hằng là đã nói về thầy Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên thì chúng ta nên tách bạch ra hai câu chuyện. Câu chuyện cá nhân của thầy Thích Minh Tuệ, con đường tu tập của thầy là riêng. Và cái câu chuyện thứ hai là những cái kẻ lợi dụng biến tướng, hay thậm chí nói thật là bọn phản động nó lợi dụng cực kỳ nhiều về câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ để mà xuyên tạc đất nước Việt Nam. Nói rằng là bắt thầy Thích Minh Tuệ mà chúng nó xuyên tạc lắm. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, rõ ràng trong cái phát ngôn này thì cô Nguyễn Phương Hằng nói rằng và hẹn với mọi người là đến sang tuần sau vào live stream 20 tháng 10 đấy thì cô Nguyễn Phương Hằng là sẽ chia sẻ về cái câu chuyện này. Còn sau đó cô Nguyễn Phương Hằng cũng lấy những cái ví dụ về những cái người mà họ lợi dụng về câu chuyện tôn giáo để rồi mà dẫn dắt rồi là trục lợi cá nhân. Thì đó là những cái điều mà cô Nguyễn Phương Hằng đã trải qua. Và thực sự bản thân chúng ta cũng thấy những cái điều đó. Ví dụ về câu chuyện của thầy Thích Chân Quang ấy, nào là bằng cấp, nào là câu chuyện, có những cái phát ngôn cực kỳ phản cảm ở trên mạng xã hội mà cháu Phúc Tài Chính đã đưa tin rồi. Và thậm chí biết đâu là có khi là có những câu chuyện, cháu lấy ví dụ thôi, là một số những cái kẻ phản động nào là biết đâu là họ xuyên tạc, họ mang danh thầy Thích Minh Tuệ để mà tiếp cận cô Nguyễn Phương Hằng như thế nào đó thì sao. Vì vậy nên là chúng ta hãy chờ đợi đến phiên live stream vào tuần sau để mà chúng ta nghe những cái câu chuyện. Còn trên thực tế thì như cháu thấy đã trải qua một cái câu chuyện là câu chuyện bên Thiền Am. Rõ ràng trước đó thì rất nhiều người tin đó là một cái nơi tu hành thật.
Và cái câu chuyện này cũng mang lên trên mạng xã hội, thì thực tế chúng ta thấy họ, những cái kẻ trong tiền am đã trục lợi này, nào là lừa đảo, rồi thậm chí là có những cái xâm hại, rồi là loạn luân kể cả với những người trong gia đình, kể cả với con gái. Thì cô chú anh chị có thể thấy là những cái câu chuyện đó chúng ta mới thấy là thực sự cũng rất là bất ngờ. Thưa cô chú anh chị và các bạn, đến bây giờ có những cái kẻ mà họ hâm mộ cái bên thiền am này, họ vẫn cứ bênh bất chấp và họ không nhìn thấy rằng là pháp luật đã đưa bên thiền am ra ánh sáng. Vì vậy nên thưa cô chú anh chị và các bạn, ở một góc nhìn trung lập và khách quan ấy, thì rõ ràng rằng câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ khi đưa lên trên mạng xã hội cũng đã có rất nhiều kẻ trục lợi, cũng có rất nhiều kẻ, đặc biệt là cái bọn phản động, nó lợi dụng cái câu chuyện này. Và thưa cô chú anh chị có thể thấy là nghe những gì mà cô Nguyễn Phương Hằng chia sẻ thì là cô Nguyễn Phương Hằng đang kịch liệt để mà lên tiếng với cái bọn phản động. Chúng nó cứ nghĩ là cô Nguyễn Phương Hằng về là sẽ uất ức, rồi là sẽ có những cái tư tưởng để mà đi theo phản động, rồi là nói chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên thì cô Nguyễn Phương Hằng đã tỏ rõ cái sự thẳng thắn là không chấp nhận những cái kẻ phản động này. Và tỏ rõ thẳng thắn như vậy thì cũng để nói rõ luôn là cái bọn phản động này không lôi kéo được cô Nguyễn Phương Hằng đâu. Nên là có lẽ là cô Nguyễn Phương Hằng đang bóc trần cũng như là đang quật cái bọn phản động này cực kỳ mạnh. Biết đâu là cô Nguyễn Phương Hằng cũng lên chia sẻ rằng là đừng có cái bọn phản động nào lợi dụng vào câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ để mà dẫn dắt cô Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì rõ ràng là cái bọn phản động nó lợi dụng vào câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ để mà phản động, rồi để làm xuyên tạc rất nhiều của chú anh chị ạ. Vì vậy nên là chúng ta hãy cứ chờ đợi đến phiên live stream tiếp theo. Và với cháu Phúc Tài Chính ấy, thì cháu Phúc Tài Chính nghĩ rằng cháu tách hai thành hai câu chuyện của chú anh chị nhé. Về câu chuyện cá nhân tu tập của thầy Thích Minh Tuệ thì cháu nghĩ là có thể là không nên nói đến, bởi vì là tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo cũng như là con đường tu tập của thầy Thích Minh Tuệ. Đặc biệt là một cái lý do với cháu Phúc Tài Chính cảm thấy lớn nhất, đó chính là hiện tại thì thầy cũng đã ẩn tu rồi, và cái quãng thời gian ẩn tu cho đến bây giờ cũng đã rất là lâu, nên là chúng ta sẽ tôn trọng và để giữ cái sự yên bình của thầy trên con đường tu tập đó. Và quan trọng hơn là câu chuyện đó đã rất là xa, thầy đã ẩn tu rất là lâu rồi, nên là chúng ta có thể là không nên nói về cái câu chuyện tu tập của thầy Thích Minh Tuệ. Còn với câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ khi mà mang lên trên mạng xã hội mà bị những cái thành phần xấu cũng như bọn phản động lợi dụng vào, thì cô Nguyễn Phương Hằng hy vọng là cô có thể nói quyết liệt về cái vấn đề này. Bởi vì thưa cô chú anh chị và các bạn, nếu như mà nghiên cứu về cách mạng màu ấy, thì chúng nó luôn tạo ra những cái đám đông, những cái đám đông rất lớn, rồi là khi mà nhà nước chính quyền mà vào cuộc ấy, thì chúng nó bắt đầu nào là ức hiếp người dân, nào là không có nhân quyền. Cô chú anh chị có thể thấy, ví dụ như có những cái trường hợp nào là gọi là biểu tình chẳng hạn, chưa chắc là người dân đã biểu tình nhiều đâu, mà là do những cái kẻ phản động nó cài cắm vào, nó cài cắm nhiều phản động vào để mà xảy ra những xô xát, để mà thấy là một cái đám đông nó đông. Nhưng mà thực tế là chủ yếu là bọn phản động nó lợi dụng, còn người dân của chúng ta đôi khi chỉ là ít thôi, nhưng bọn phản động nó lợi dụng nhiều. Vì vậy cô chú anh chị có thể thấy một đoàn người đi theo thầy Thích Minh Tuệ này, nhưng mà chưa biết được rằng là ai là người tu chân chính, còn đâu là ai là ác ma đâu cô chú anh chị ạ. Thậm chí là chắc chắn là sự thật luôn ấy, trong đoàn người đi theo thầy Thích Minh Tuệ như thế này, chắc chắn là có rất nhiều những cái kẻ phản động. Cái bọn phản động ấy nó luôn luôn là muốn tạo ra những cái đám đông rất là lớn. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, rõ ràng là trên con đường chân tu cũng có rất nhiều ác ma phá quấy của chú anh chị ạ. Và trong đoàn người của thầy Thích Minh Tuệ như này cũng như thế của chú anh chị ạ. Cũng có rất nhiều người dân yêu thương, ngưỡng mộ và được giác ngộ khi mà đi cùng với thầy Thích Minh Tuệ trên đoạn đường này. Nhưng mà thực sự cũng có rất nhiều ác ma, chúng là những kẻ phản động trà trộn để mà dẫn dắt người dân, để mà tạo ra những cái dư luận xấu. Vì vậy nên thưa cô chú anh chị và các bạn, chính vì vậy nên khi mà đứng ở góc nhìn trung lập thì cháu Phúc Tài Chính thấy rằng câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng cũng như là câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ khi mà đưa lên trên mạng xã hội như thế này ấy, thì rõ ràng đều là những cái miếng mồi ngon để bọn phản động nó động vào. Vì vậy nên có cái sự tương quan, có cái sự tương đồng. Và tại sao mà cô Nguyễn Phương Hằng ấy lại không nói về cái ông Thích Chân Quang? Bởi vì rõ ràng là câu chuyện của thầy Thích Chân Quang thì người dân đã nhìn ra. Và làm sao cái bọn phản động nó lợi dụng vào câu chuyện của thầy Thích Chân Quang? Bởi vì người dân đã nhìn ra bộ mặt cũng như là tẩy chay cái ông Thích Chân Quang này.
Nên là cái bọn phản động nó lợi dụng làm sao được. Còn với thầy Thích Minh Tuệ thì nó lợi dụng như vậy. Đấy, câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng cũng như là câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ là bị cái bọn phản động nó lợi dụng rất là nhiều. Nên là có cái sự tương đồng ở đây. Vì vậy nên là chúng ta hãy cứ bình tĩnh chờ đợi đến những cái buổi live stream tiếp theo của cô Nguyễn Phương Hằng và kênh Cháu Phúc Tài Chính cũng đưa tin của chú anh chị nhé. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đó chính là những cái thông tin mà kênh Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Và hành trình Phúc Tài Chính vào Nam và gặp cô Nguyễn Phương Hằng cũng có rất rất nhiều điều thú vị thì cháu sẽ chia sẻ tại những cái video tiếp theo. Cô chú anh chị và các bạn có thể đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất nhé. Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Cô chú anh chị và các bạn có thể mua ủng hộ cho Phúc Tài Chính nha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn tại những video tiếp theo. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo hắc sâm Hàn Quốc, mỗi gói là 170g. Thành phần gồm có mạch nha, đường kính, vitamin C và hồng sâm, rất tốt cho sức khỏe của cô chú anh chị. Kẹo hắc sâm chứa những nguyên liệu quý của củ sâm nguyên chất, giúp thư giãn này, sảng khoái tinh thần, đem lại cảm giác khỏe khoắn, tỉnh táo, nâng cao sự tập trung trí não và sức đề kháng. Kẹo hắc sâm rất rất mát họng với mùi thơm của hắc sâm đặc trưng đậm đà. Kẹo hắc sâm này rất thích hợp với người cao tuổi hay nhạt mồm, nhạt miệng và cũng có thể làm quà tặng cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Tuy nhiên thì cũng cần lưu ý là kẹo hắc sâm này không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi để tránh sâu răng và đề phòng ruột còn yếu. Và cách dùng là cô chú anh chị và các bạn sẽ ăn và ngậm trực tiếp, sử dụng 2 đến 3 viên mỗi ngày mỗi khi mà cảm thấy mệt mỏi và muốn bồi bổ cơ thể. Và kẹo phù hợp với mọi đối tượng nên có thể yên tâm chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình vào những ngày chuyển mùa. Khi mà cô chú anh chị cảm thấy mệt mỏi hay tụt huyết áp thì có thể ăn kẹo sâm này để hồi phục sức khỏe nha. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời. Khi cô chú anh chị và các bạn mua 2 gói kẹo hắc sâm, mỗi gói 170g với giá 100.000 đồng, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm 170g. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua điều hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp. Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cao hồng sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé. Đây là một dạng sâm khác, là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm 2 lọ sâm như thế này. Và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất, bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh. Và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh gián. Và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch. Đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ, hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư. Tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày của chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng, cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng, cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa. Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra. Và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240g cô chú anh chị nhé. Hai lọ sẽ là 480g. Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời. Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc, sâm 6 năm tuổi, hộp 240g với giá là 625.000, thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính, đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi, 300g với 10 củ lớn. Và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc, không chỉ mang tới hương vị thơm ngon, dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể. Đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi,
và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi. Và ở trong đây có tất cả là 300g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô, cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này. Và mở, chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc, và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc Tài Chính là cẩn thận, không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé. Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn. Thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc, khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này, cực kỳ là chất lượng. Tài Chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây, như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này. Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này. Và đây là sâm 6 năm tuổi, và tổng cộng sẽ là 300g, là 10 củ lớn cô chú anh chị nhé. Đây là một dòng sâm cao cấp. Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm củ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng, mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô. Và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm sơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này, hỗ trợ suy nhược thần kinh. Và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi, cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt được sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, với một hộp là 300g và với 10 củ lớn thì với giá là 1.550.000 đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn như thế này thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính gửi cái deal hời này đến với cô chú anh chị. Nước hồng sâm chính phủ KGC này, và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi cô đặc, và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha, hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe. Và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này, mệt mỏi, căng thẳng, nhức đầu, giúp tỉnh táo tinh thần, nâng cao cái hệ thống miễn dịch này, phòng ngừa tiểu đường, đẹp da, chống oxy hóa. Bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này. Bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé. Và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70ml. Và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời, bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900-950.000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm Thái Lát tẩm mật ong như thế này. Và thành phần sẽ gồm có là nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe. Đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng. Và công dụng của hộp sâm Thái Lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, tăng cường trí nhớ, bổ máu, mát gan, bổ thận, giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này. Bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, kích thích ăn ngon miệng hơn. Đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da, hạn chế lão hóa. Thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi. Mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi, căng thẳng, thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này.
hay là những ngày mà di chuyển đường dài, làm việc vất vả, tàu xe cộ, thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe, bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất. Và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, với một cái hộp này sẽ là 200g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350.000 và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374 590 012. Phúc Tài Chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng, đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc. Mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến, luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe. Và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước. Dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580g với giá là 250.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá, và một gói sẽ là 70ml. Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá. Và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này. Và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi, kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe, cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc, khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể, rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành. Tăng cường sức đề kháng này, hỗ trợ tăng cường trí nhớ, khả năng tập trung, đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh. Thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu, làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm. Và những cái sản phẩm sâm như thế này thì Phúc Tài Chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của Phúc Tài Chính uống, nên là Phúc Tài Chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này. Thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ. Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này. Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000. Và đặc biệt những cái đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé. Trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong. Và mỗi một chai này thì sẽ là 120ml cô chú anh chị nhé. Nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao, giúp ích cho sức khỏe.
và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé. Cái công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da. Và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345.000. Cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45.000. Và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này. Và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc. Nước uống bổ sung năng lượng này, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người già, người lao động nặng nhọc và stress cao. Công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này, giải khát, tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực nhanh chóng này, bổ gan, mát phổi, giảm mỡ máu, cải thiện tình trạng thiếu ngủ, hạn chế lão hóa, tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ. Và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời. Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi. Và hơn thế nữa, cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa. Chỉ với 145.000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45.000. Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị. Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu Linh Chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ Nhung Hiêu, tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, EC, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp, tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận, tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc, lão hóa, đem lại làn da mềm mịn, căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi Nhung Hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm Nhung Hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc. Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích, là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này, mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc. Với dạng bột hòa tan này, dễ dàng mang đi bất cứ đâu. Thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé.
thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này, dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi. Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe. Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng, khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Tăng cường sức đề kháng này, giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tim mạch, cải thiện trí nhớ, làm đẹp da để thải độc, bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi. Và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này, mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng. Và cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng 2 lần, mỗi lần pha 2 cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích. Và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị. Nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374-590-012 để nhận được một cái deal rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả, hãy gọi đến số điện thoại 0374-590-012 để nhận được cái deal này nhé. Anh chị và các bạn, đó chính là An Cung hộp gỗ nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 60 viên. Và khi mở ra thì một cái hộp gỗ An Cung 60 viên sẽ như thế này. Trên tay Phúc đang là một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, được bào chế hoàn toàn từ những loại thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Thành phần chính là củ hoài sơn, cam thảo, mật ong. Ngoài ra còn có rễ xài hồ, bồ hoàng, phục linh, xạ hương, xuyên khung. Công dụng là sẽ hỗ trợ lưu thông máu này, làm giảm đau đầu, thiếu máu não, tác động mạch vành. Hộp An Cung hộp gỗ 60 viên này thì sẽ làm giảm suy nhược thần kinh, hỗ trợ ngăn ngừa hiện tượng chảy máu não và xuất huyết não, và phục hồi hệ thần kinh cho người bị tai biến mạch máu não, giúp cho bệnh nhân tai biến đi lại dễ dàng, giảm triệu chứng tim đập nhanh, hô hấp khó, rối loạn thần kinh và giúp cơ thể khỏe mạnh. Thì rất nhiều cô chú anh chị đã mua cái hộp An Cung từ bên Phúc và đều phản hồi rất là tốt. Và ngày hôm nay thì có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một hộp An Cung hộp gỗ 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá chỉ là 880.000 thôi. Bên cạnh đấy thì cô chú anh chị sẽ có hai quà tặng, đó chính là sẽ được tặng một tuýp dầu nóng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 120.000, và sẽ được tặng luôn một kẹo sâm với giá là 45.000 nữa. Cô chú anh chị và các bạn cần mua thì có thể liên hệ ngay với Phúc qua số điện thoại 0374-590-012 nha. Phúc Tài Chính sẽ hỗ trợ ngay cô chú anh chị lập tức ạ. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Lại hộp táo đỏ, Phúc Tài Chính sẽ cầm và giới thiệu cho cô chú anh chị. Đây là một loại hộp này, đây là một loại hộp nữa. Đây cũng là đều là loại hộp táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Và có tất cả là 4 loại táo đỏ như này. Đây, 4 loại táo đỏ. Đây, táo đỏ này nữa. Đây. 4 loại táo đỏ này thì đều bằng giá tiền nhau. Và giới thiệu cô chú anh chị là cái táo đỏ Hàn Quốc thì có tính giữ nhiệt này, giàu chất dinh dưỡng và bổ giúp là bổ sung khí huyết này, bổ não, phục hồi sức khỏe một cách nhanh chóng. Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp táo đỏ cô chú anh chị cùng xem nhé. Đây, đây là một hộp táo đỏ Hàn Quốc này. Nó sẽ giúp bổ máu, an thần, trị mất ngủ, dùng để sắc thuốc này, hoặc là để ăn liền, hoặc là để nấu chè nữa. Nó sẽ giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa, giảm nếp nhăn và tăng cường trí nhớ này. Và táo đỏ là được nuôi trồng và sản xuất trong môi trường thuận lợi, được kiểm tra kỹ lưỡng. Và đây là táo đỏ nhập khẩu chính hãng Hàn Quốc cô chú anh chị nhé. Táo đỏ này thì sẽ là 1 cân cô chú anh chị nhé. Đây, 1 cân táo đỏ như thế này. Và có tất cả là 4 loại. Cô chú anh chị thích cái loại hộp nào thì có thể là đặt mua cái loại hộp đấy. Đây là một hộp táo đỏ này rất là xịn. Chúng ta có thể là vừa ăn thưởng thức bồi bổ sức khỏe, hoặc là có thể đem đi biếu. Hôm nay có một cái deal rất là hời về táo đỏ này, và Phúc Tài Chính sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị nhé.
thì một cái hộp táo đỏ này sẽ có giá là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm cho chú anh chị nhé. Tặng một kẹo sâm 45.000. Đây là một cái deal rất là hời trong ngày hôm nay. Cô chú anh chị và các bạn muốn mua thì có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha. Bốn loại táo đỏ này thì đều đồng giá cô chú anh chị nhé. Hai hộp táo đỏ thì đều cũng có giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Một hộp táo đỏ thì sẽ là 1 cân của chú anh chị nhé. Đây hai hộp táo đỏ này nữa cũng đều đồng giá là 165.000, tặng một kẹo sâm 45.000. Thì với tùy từng nhu cầu và cô chú anh chị thích những cái loại hộp nào thì có thể đặt mua cái loại hộp đấy. Đây hộp táo đỏ này cũng là 165.000 và sẽ được tặng một kẹo sâm 45.000. Hộp táo đỏ này cũng thế, cũng là 165.000 và được tặng một gói kẹo sâm 45.000 của chú anh chị nhé. Và cô chú anh chị muốn mua hãy liên hệ với Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để Phúc Tài Chính sẽ gửi những cái mặt hàng, những cái deal hấp dẫn này đến cô chú anh chị và các bạn nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn trà dưỡng nhan đông trùng cao cấp Hàn Quốc, rất thích hợp cho các cô chú uống để cải thiện sức khỏe cũng như là nhan sắc của mình sau những cái giờ phút căng thẳng và mệt nhọc. Và Phúc Tài Chính sẽ mở hộp này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Ở bên trong này đầu tiên sẽ là một tấm thiệp cảm ơn từ nhà sản xuất. Và tiếp theo ở trong này sẽ có tất cả là 25 gói trà dưỡng nhan đông trùng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, đây là cận cảnh của một gói trà dưỡng nhan đông trùng, bao gồm tất cả là 6 vị hòa quyện với nhau, gồm hoa cúc vàng, kỷ tử, táo đỏ, long nhãn, đông trùng hạ thảo sấy khô, có vị ngọt tạo nên một hương vị trà hấp dẫn, dễ uống, thơm ngon, bổ dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Trà giúp cô chú anh chị và các bạn thanh nhiệt, giải độc, giảm mỡ máu, hạ men gan, tăng cường nội tiết. Đặc biệt là sự kết hợp của hoa cúc vàng và đông trùng hạ thảo sẽ giúp phòng chống ung thư hiệu quả. Trà dưỡng nhan này sẽ giúp giảm stress, an thần, giúp tinh thần luôn thư giãn, thoải mái. Đặc biệt là giúp giảm bọng mắt và quầng thâm nữa. Thành phần trong trà dưỡng nhan đông trùng này giàu chất oxy hóa, giúp hạn chế ngăn ngừa nếp nhăn và sự lão hóa của da. Như vậy, trà dưỡng nhan không chỉ là một thức uống thơm ngon mà là một sự lựa chọn rất tốt cho sức khỏe và làn da của cô chú anh chị. Với sự kết hợp độc đáo giữa những thành phần hoàn toàn là thiên nhiên, sản phẩm hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều lợi ích đến cô chú anh chị, tốt cho cơ thể và tốt cho cả làn da nữa. Và nếu như cô chú anh chị và các bạn đang cần một sản phẩm bồi bổ sức khỏe để đem biếu tặng và dành cho bản thân thì có thể mua trà dưỡng nhan đông trùng Hàn Quốc này nha. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp trà dưỡng nhan đông trùng cao cấp Hàn Quốc với giá 175.000. Cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm trị giá 50.000. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua deal hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị một loại trà rất đặc biệt và phổ biến tại Hàn Quốc, đó chính là trà hoa sâm Hàn Quốc. Và một gói này sẽ là 0,5kg cô chú anh chị nhé. Và trà hoa sâm thì rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc bởi vì cái vị thơm rất đặc trưng của nó. Nếu như mà rễ sâm được biết đến với hàm lượng saponin cao thì trong hoa sâm thì hàm lượng saponin này là cao gấp 5 lần. Và tác dụng của nó sẽ là chữa chứng mất ngủ này, thiếu ngủ, men gan cao này, mỡ máu, tiểu đường, huyết áp cao, huyết áp không ổn định. Và một túi trà hoa sâm này có rất nhiều công dụng mà cô chú anh chị và các bạn chắc hẳn rất cần. Đó chính là những ai mà gan yếu, đau dạ dày hay có vấn đề về đường ruột, muốn ức chế tế bào ung thư, ngăn ngừa lão hóa da, giúp cho da sáng khỏe thì có thể sử dụng cái trà hoa sâm Hàn Quốc này. Và ở bên Hàn thì người ta sử dụng cái trà này rất là nhiều để bồi bổ cơ thể. Và khi sử dụng trà hoa sâm thì người Hàn Quốc họ có thể ăn trực tiếp hoặc là hãm trà. Khi mà chúng ta ăn trực tiếp ấy, thì nó có vị hơi đắng nhưng mà có hiệu quả vô cùng với những cái bệnh như đau dạ dày, đau bụng hoặc đau họng do ăn nhiều đồ cay nóng, uống rượu bia. Hoặc là cô chú anh chị và các bạn có thể pha cái trà hoa sâm này với nước từ 90 độ trở lên để có thể thưởng thức cái vị trà hoa sâm thơm tự nhiên. Có thể dùng thêm với mật ong hoặc là đường để tăng thêm cái hương vị thơm ngon.
Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời. Đó chính là khi mua một gói trà hoa sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với túi 0,5kg này thì sẽ có giá là 330.000. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Và tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn gói lá kim vụn trộn cơm ăn liền Hàn Quốc. Đây chính là món rất tốn cơm và đặc biệt là các bạn nhỏ rất là thích. Và mỗi túi này sẽ là 70g nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và thành phần gồm rong biển, dầu ô liu, muối biển, vừng rang và lá kim vụn đã được tẩm ướp và rang xào chín, rắc vừng sử dụng ăn liền với cơm rất là ngon miệng và bổ dưỡng, đặc biệt là hấp dẫn đối với trẻ nhỏ. À, cô chú anh chị và các bạn có thể thấy ở đây bao bì này có sẵn là cái khóa zip này thì mỗi lần ăn xong chỉ cần khóa lại để đảm bảo được chất lượng rất là tiện lợi. Và đặc biệt loại rong biển ăn liền trộn cơm Hàn Quốc này cũng là một loại sản phẩm rất là bổ dưỡng cho sức khỏe. Cô chú anh chị và các bạn có thể mua thưởng thức hoặc là cho các bạn nhỏ trong nhà thưởng thức nha. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua 2 bịch lá kim rong biển trộn cơm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, mỗi gói là 70g với giá là 150.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một combo 3 gói rong biển ăn liền Hàn Quốc. Rất là hời phải không nào? Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và với những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính xin gửi tặng tới cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những kỷ niệm đẹp nhất trong drama. Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là mật ong chanh vàng. Sắp tới là những cái tỉnh thành mà sắp bước vào mùa đông, mùa lạnh rồi thì sẽ có rất nhiều các bạn nhỏ, người già và người trưởng thành gặp cái tình trạng là đau họng. Thì mật ong chanh vàng này sẽ giúp chúng ta xóa tan đi cái nỗi lo đó. Mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, một chai này là 1kg cô chú anh chị nhé. Là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nguyên liệu chanh vàng và mật ong tự nhiên. Sản phẩm chứa nhiều vitamin tăng đề kháng cho cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ phòng ngừa các bệnh về họng. Và đặc biệt với công dụng của mật ong chanh vàng này sẽ bổ sung vitamin C, cung cấp axit amin, các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm gió này, cảm lạnh này, giúp giảm đờm này, giảm ho, chống nôn, tiêu hóa tốt và nâng cao thể trạng cho người già ốm yếu, suy nhược cơ thể. Thì hàng ngày chúng ta có thể dùng như một là cái dạng nước pha để mà uống nước giải khát. Và rất tốt cho cổ họng. Và đặc biệt khi mà ho thì chúng ta sẽ sử dụng như siro, uống 2 thìa mật ong chanh này đặc thì sẽ giúp giảm ho. Và chúng ta sẽ uống vào buổi sáng và buổi tối. Thì ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời, đó chính là khi mua một lọ 1kg mật ong chanh vàng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc thì cái giá sẽ là 195.000 và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000. Cô chú, anh chị hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590 012 để được nhận cái deal hời này nha. Và mỗi đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ do Phúc Tài Chính đã viết từ năm ngoái cô chú anh chị nhé. Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn mật ong gừng Hàn Quốc lọ 1kg. Và bây giờ thì thời tiết đã chuyển về mùa đông, có những vùng miền đã lạnh rồi thì cô chú anh chị và các bạn có thể giữ ấm cơ thể, bảo vệ sức khỏe bằng việc là sử dụng mật ong gừng này cho bản thân và gia đình nha. Và công dụng của mật ong gừng là làm dịu ho, cung cấp năng lượng cho cơ thể, dùng được cho trẻ trên 2 tuổi, đặc biệt là rất tốt cho người bị huyết áp thấp hay bị ho, giúp làm giảm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp như ngạt mũi và cảm lạnh, rất tốt cho hệ tiêu hóa, làm ấm người, tăng cường khả năng tuần hoàn máu, rất là có lợi cho sức khỏe và hỗ trợ giảm cân, tăng cường trao đổi chất. Và mật ong gừng vị ngọt thanh thơm mùi gừng là món quà sức khỏe rất cần thiết khi mùa đông đến để làm ấm cơ thể và bảo vệ cơ thể. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời, đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ mật ong gừng 1kg với giá là 205.000 đồng thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi điện cho Phúc qua số điện thoại 0374 590
0012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn hộp kỳ tử sấy khô organic 454g. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, kỳ tử được sử dụng cùng các vị thuốc khác như là táo đỏ này, đẳng sâm để làm các món hầm tần. Chúng ta còn có thể sử dụng kỳ tử trong các bài thuốc đông y để chữa các bệnh, giúp thanh nhiệt, giảm sốt, giải khát hiệu quả vào những ngày hè oi bức hay mà lúc mà chúng ta đang cảm thấy mệt. Hỗ trợ tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, đặc biệt là xúc tiến quá trình tạo máu và giảm mỡ máu. Đặc biệt là kỳ tử còn có thể hỗ trợ chữa trị, điều trị những cái chứng như là choáng này, mắt hoa này, nhìn mờ, đau lưng, mỏi gối. Và cái cách sử dụng là cô chú anh chị và các bạn có thể pha trà, uống lạnh, nấu ăn và làm thuốc. Và với rất nhiều công dụng trong cái loại hạt kỳ tử sấy khô này, organic, thì cô chú anh chị và các bạn ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính sẽ mang tới một cái deal rất là hời đến với cô chú anh chị và các bạn. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một lọ kỳ tử sấy khô 454g với giá là 195.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 cô chú anh chị và các bạn nhé. À, để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 nhé. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất quan trọng, đó chính là dầu cá omega 3 lọ 300 viên. Dầu cá omega 3 Hàn Quốc rất tốt cho cả gia đình. Thành phần gồm DHA, EPA và hàm lượng DHA là nguồn cung cấp lý tưởng cho việc bổ sung dinh dưỡng và phát triển cơ thể cho trẻ em, phụ nữ mang thai sau sinh và kể cả là người trưởng thành. Omega 3 là một trong những loại chất béo giúp giảm nguy cơ bệnh tim, trầm cảm, mất trí nhớ và viêm khớp. Sản phẩm sẽ giúp phát triển não bộ và cải thiện thị lực, giúp ngủ sâu và ngon giấc hơn, hỗ trợ điều trị trầm cảm và giảm stress, ngăn ngừa các tác nhân gây bệnh tim mạch và sẽ giảm mỡ trong máu này, cực tốt cho làn da của chị em, hỗ trợ trị bệnh viêm khớp dạng thấp, cải thiện sự thiếu chú ý, mất tập trung và tăng động, chống lại các triệu chứng khó chịu trong thời kỳ tiền mãn kinh và rất tốt cho người chăm sóc sức khỏe toàn diện, tăng cường trí nhớ và thị lực, giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan tuần hoàn huyết áp. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một lọ dầu cá Hàn Quốc omega 3 300 viên với giá là 525.000, cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm. Hãy gọi ngay đến số 0374 590012 để đặt mua deal hời này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo, Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc hộp 180 viên. Tinh dầu thông đỏ được tinh chế theo công thức của người Hàn Quốc với thành phần chính gồm thông đỏ nguyên chất và một số vitamin khoáng chất khác có lợi cho sức khỏe như A, E, K và các axit amin protein. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đầu tiên là những giấy tờ đảm bảo hàng chính hãng, cô chú anh chị và các bạn có thể yên tâm mua hàng. Và bên trong sẽ có hai hộp tinh dầu thông đỏ như thế này và mỗi hộp sẽ có tất cả là 90 viên, tổng là 180 viên ở trong những cái vỉ rất là chất lượng như thế này. Và hộp tinh dầu thông đỏ này của hãng Samsung sản xuất nên là rất tốt và đảm bảo chất lượng. Và tinh dầu thông đỏ giúp làm sạch máu, làm tan lượng mỡ thừa, giảm chất phóng xạ, ngừa ung thư, giảm nguy cơ tai biến nhờ chức năng lọc máu cao, hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa, điều trị hoàn toàn chứng hôi miệng. Tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc có khả năng làm giảm chậm quá trình lão hóa, duy trì tuổi xuân, giúp hỗ trợ tích cực và hiệu quả trong việc điều trị bệnh. Và cách dùng thì cô chú anh chị và các bạn mỗi ngày sẽ uống từ 1 đến 2 viên sau ăn hoặc trước khi ăn 30 phút, chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 10 tuổi. Và đối tượng dùng sẽ là người suy giãn tĩnh mạch, người tiểu đường, người có nguy cơ tai biến đột quỵ, người viêm gan B, xơ gan, men gan tăng cao, chức năng gan suy giảm, người bị mỡ máu, huyết áp và đặc biệt là nam nữ rối loạn chức năng sinh lý. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp tinh dầu thông đỏ Samsung Hàn Quốc 180 viên.
Cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hắc sâm trị giá 50.000. Hãy nhanh tay gọi đến số 0374 590 012 để đặt mua deal hoy này nha. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn cà phê Maxim nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Với một hộp này sẽ là 100 gói của chú anh chị và các bạn nhé. Và loại cà phê này có hương vị nhẹ nhàng, thanh khiết. Đây là thương hiệu cà phê nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Hương vị cà phê sữa thơm ngon kết hợp với nguyên liệu được tuyển chọn từ những hạt cà phê tinh túy nhất. Và thành phần sẽ gồm cà phê hòa tan, đường trắng, sữa tách béo và không có chất hóa học cũng như là chất bảo quản ở trong đây. Và với hộp cà phê này thì cô chú anh chị và các bạn chỉ cần bảo quản ở nơi thoáng mát với nhiệt độ thường. Và một hộp cà phê Maxim này sẽ là 1 cân 2. Và bên trong sẽ có tất cả là 100 gói cà phê như thế này. Rất tiện dụng để sử dụng. Và chắc hẳn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn thích uống cà phê. Mỗi buổi sáng thức dậy mà chúng ta có một ly cà phê thì tinh thần rất là sảng khoái. Đặc biệt là có một cái sự tập trung cao chào mới ngày bắt đầu. Hay là những cái buổi chiều làm việc, nếu như chúng ta mà chưa tỉnh táo sau cái cơn buồn ngủ buổi trưa thì có thể sử dụng cà phê này để giúp chúng ta tỉnh táo hơn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp cà phê Maxim Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng với giá là 450.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000. Và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374 590 012. Và Phúc Tài Chính đang đợi cô chú anh chị và các bạn gọi nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama. Để theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc, hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này, tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này, sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu, tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm. Thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái deal rất là hời. Đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1.290.000 đồng. Và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Mời cô chú anh chị và các bạn đến với sản phẩm 1 cân nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc. Hình ảnh sản phẩm ở ngay trên màn hình đây, nấm linh chi có tác dụng rất tốt kháng độc tố, làm cân bằng huyết áp, tác dụng nâng cao chức năng gan, giải độc, mát gan, bổ khí, làm tăng hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Và khi cô chú anh chị và các bạn sử dụng nấm linh chi thì sẽ giảm đau nhức, giảm mất ngủ, chống dị ứng và ung thư, tăng cường khả năng của thận, làm cho da dẻ hồng hào, điều hòa kinh nguyệt, giúp cơ thể luôn tươi trẻ. Và cái cách bảo quản nấm linh chi sẽ trong tủ lạnh, ngày uống 3 lần trước bữa ăn. Thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà cô chú anh chị sử dụng nấm linh chi thì sẽ có cách sử dụng. Thay bột thì chúng ta sẽ hãm nước sôi vào cốc rồi uống trực tiếp, hoặc là thái lát thì cô chú anh chị có thể là đun sôi để nguội rồi chắt nước để uống. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính đem tới một cái deal rất là hời. Khi cô chú anh chị và các bạn mua 1kg nấm linh chi vàng chanh Hàn Quốc với giá là 850.000 đồng, tặng ngay một gói kẹo sâm, thì cô chú anh chị cũng có thể liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012 cô chú anh chị nhé. Là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Thì rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc là chị xài thấy tốt em ạ.
Em cảm ơn chị nhé. Chị nhận được hàng rồi em nhé. Cảm ơn em, dầu gội ok lắm em. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Và tiếp theo là feedback từ đơn An Cung. Cháu ơi, cô đặt thêm 2 hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp. Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy, vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp, giờ tay mềm lại rồi. Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À, hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được, tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship. Bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng. Nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu shipper mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì, cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn. Và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có, thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374 590 012. Đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú.